Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở Tri Tôn An Giang nha. Và đến với Tri Tôn An Giang thì các bạn nhất định phải thưởng thức một cái loại trái là đặc sản ở đây luôn. Và mình đang thấy cái chị chủ vườn chặt cái trái này và mình sẽ vào mình xin thưởng thức luôn nha. Mời các bạn cùng theo chân mình nha. Đây là nhà mình trồng luôn hay sao cô? Dạ, cái này của nhà. Dạ. Trồng chắc ở cái này lâu năm lắm mới được có trái. Dạ. Vườn mình ở gần nhà luôn không cô? Dạ. Cái này là cô bán trái hay là bán sao cô bán ký hả? Bán trái cũng có bán mà cây cũng có bán cân. Dạ. Cô bán nhiêu ký? Được 40.000 ký. Con thấy người ta có làm đường rồi luôn á, nhà mình có làm luôn cô? Dạ không, tại nhà này không biết làm đường, ngày nào làm đường thì làm đường vậy đó. Mấy trái màu này là nó già rồi hay sao cô? Nó vừa ăn đó. Vừa ăn luôn nha. Bao nhiêu buồn thì mới được nhiêu trái đây cô? Này phải... Này, nhiều lắm là một trái được 3 muỗi thôi em. Dạ. Vậy là 3 muỗi nha. Dạ, 3 muỗi mà. Mười bự đó có 5 trái 1 ký. Dạ. Còn nó hộp nhỏ nó 7 8 trái thì đừng ký gì đó. Mấy trái nhỏ nhỏ này là già hết luôn ha cô. Cũng già luôn. Dạ. Đây là mình ngâm vô cho nó nở ra nó mình dễ lay ra ra đó em. Dạ. Còn mình không lấy ra đâu nó nhìn chị chặt chuyên nghiệp quá. Ông xã. Cái này là mình lấy ra rồi nè, lấy cái cơm ra rồi. Ừ, bự quá trời luôn. Nha. Yeah. Này về quậy nước đá ha, nấu chè ha. Cứng cứng thì ta rim đó, làm rim. Rim. Còn nó mềm quá nó lạnh nó hao. Cái này mình về mình làm như là nấu chè trái cây á. Như là hạt đác, mình rim hạt đác rồi mình không rim hạt đác, mình rim thốt nốt. Ngon quá chừng luôn. Bự nè. Quá trời ngon. Cái này là vệ sinh mua mang về luôn hả? Hay là mua cái này nè? Mua cái chặt sẵn nè. Đúng rồi, mua cái chặt sẵn đem về chứ nhiều khi mình không biết chặt á. Cái chặt nó bị phạm vô cái bị bậy hết trơn chị. Vậy là chặt không phải ngay là không ngay là nó bậy hết. Dạ. Này cũng khó lắm em, nhưng mà do con bé cũng chặt hết. Ngày muối thì không không biết chặt, ngày muối nó bậy hết đâu ăn. Nó gà nước hết đâu ăn được. Ừ. Không ngon. Để anh chặt chuyên nghiệp luôn à. Không một động tác thừa luôn. Ừ. Cao thủ à. Đây, lúc mới chặt ra đây. Tươi ngon luôn nè. Dạ được rồi. Phải gỡ cái màu này ra nha. Tôm nước luôn nè. Cái nước thốt nốt rất là ngọt. Đường thốt nốt cũng vậy. À, có cái dao nhỏ này. Dao này chắc để tách cái ruột ra. Ngon. Làm cái này cũng cực lắm luôn á nha các bạn. Ừ. Không có chuyên nghiệp. Nó hơi lâu.
Trời ơi, cái nước nó rớt rớt xuống tay luôn nè. Quá trời nước luôn. Đến An Giang nhất định là phải thử món đặc sản này nha. Thốt nốt. Thấy nó trồng nhiều ngoài ruộng á, hả chị? Rồi lụm. Chịu nổi. Nước con ngọt ngọt lắm. Ngọt. Đây. Mời các bạn cùng ăn thốt nốt nha. Mười điểm. Ngọt hả? Ừ, đúng rồi. Nó có giống dừa nước không? Nó giống giống dừa nước nhưng mà cái nước nó thanh hơn dừa nước. Ừ. Nước nó ngọt thanh. Dạ, nước nó ngọt hơn. Dạ. À, cơm nó mềm. Nó mềm. Mình thấy tưởng nó cứng nhưng mà ăn vô nó mềm. Nãy chị nói như thế là 40 hả chị? Nhìn sơ qua thì mọi người đã biết giống trái này là trái gì không? Là trái măng cụt. Nhưng mà cái này nó to hơn. Miếng mãi thêm một miếng nữa. Thôi lọt luôn đi, này xin anh chị làm đây một ngày luôn đi. Có muốn nhân công không cho em ở lại em làm. Muối này cũng bự hơn nữa. Nó ngon hơn bằng ngon hơn mình ấy, ngon hơn mình cái đẩy nước nó như là nó hơi chắc ngọt nó ngọt hơn. Đúng rồi. Thì, này đi đốt cái cục dữ hả chị? Thì nó leo đó, đó cây vậy đó, cây trên đó. Ôi dạ. Cái cây đốt trái quá chừng con kẹ. Dạ. Một trái như vậy là mình có mấy muối anh? Có khi là 3, 4 cũng có, 2 có, 1 có. Dạ. Thì tí đủ đây nè, như này là như này 3 này. Nè. Quên rồi thì xin lỗi chị. Đây là nè, như này chỗ này đây. Đó, ngay giữa này thấy không? Dạ. Đó là nó không ngay muối đó nè. À nhưng mà em thấy nó liền với nhau chân mình sao mình biết mình chặt ngay cái muối ta? Đây có cái đường đó này. Ví dụ này. Đọc cái đường đâu anh? Nè. Vô mà cái nắp nó không? À. Cái nắp này là tính cái đầu tiên này ha. Dạ đúng rồi, cái nắp này nè. Rồi đó, đây là ngay giữa này là không. Dạ. Không ngay muối nè. Rồi đó chỉ một ha, một đây hai nè ha. Rồi đó thấy không? Dạ. Đây là ba đây không? À không ngay muối nè đó. Rồi ra ngoài rồi. Cho anh thử coi. Cái này mà mình không biết là mình chặt ngay cái muối là đúng hư rồi. Đó thấy không? À thấy không? Rồi đó. đúng rồi đó. Hay quá, bữa nhà anh mà bữa nay mình mới biết nè. Đó gì đó. Rồi, hay quá. Đây là có 3 muối. Dạ, 3 muối. 3 muối có 2, có 1, có 4 có luôn. Dạ. Nhưng mà 5 thì không có. 5 thì không có. Dạ. Rồi. Nhìn anh chặt hay thiệt chứ. Có cái gốc này chặt cũng êm quá ha. Dạ. Này nó quen, mình quen anh ơi. Này dạ. Ba mờ cái quanh năm tháng thì quen rồi. Đó, trời ơi. Xong rồi nè, mình đã lọc xong một muối. Rồi. Muối này còn to hơn muối nãy nữa. Đúng rồi. Cái ở phía chính giữa là nước á, nước ở phía trong chính giữa nè. Đấm một cái là nó tôm nước ra ngoài luôn. Trời mê quá. Mấy đường chúa mình đi ngay đây không thấy hả ta? Không, cái này là cũng có mùa có chứ không mùa. Phải là có hoài. Có mùa, có mùa. Đó, thì có khách mua rất là nhiều nè, các chị vô bịch sẵn hết trơn, một bịch như vậy đó. Mà rất là tươi luôn nha. Đó, đang chặt luôn. Thử muối à. Đó, ngon lắm. Rồi anh chị dễ thương quá trời. Lấy cái mới hay gì? Lấy cái mới. Nó
không đó, em lấy là lấy cái nào lấy đó, giờ em muốn muốn qua lấy cái này lấy cái nào cũng được hết em ơi, nó mới chặt liền á, không có để lâu đâu, nó mới chặt rồi rửa vô bọc đó. Dạ. Nay ăn Tết lớn không anh? Dạ Tết lớn, bữa nay là Tết lên tuổi á. Em thấy người ta lễ hội mà mình giục bột đó là sao vậy anh? Thì như là mình cái vui trò chơi vui vậy anh. Cái đã bột vậy đó. À, giống như trò chơi dạ. Truyền thống ha. Dạ, dạ. Truyền thống mỗi năm. Dạ. Thấy vui quá trời. Dạ. Trong chùa đó, trong chùa mấy có kia có người trên chơi. Dạ, chơi với mình ngoài đường dạ. Ngoài đường dạ. Quá đã. Rồi. Giờ mua 2 kg đi. 3 kg. Ừ. 3 kg luôn. Nó lộn với ăn nó ngon hơn cái mà thả nước, bỏ nước, bỏ nước nó ra mình. Mà nhìn ngon thiệt. Đây chị vô bịch sẵn à. Đặc sản An Giang nha. Mọi người có đi truy tôm An Giang thì ghé ủng hộ sốt nốt của chị nha. Chị tính gì vậy? Tính mất. Dạ. Đó chị ở đây mình không biết là cái địa chỉ mình giới thiệu như thế nào mình không biết luôn. Nói chung là đi vừa qua cái chùa gì chị? Chùa à. Đường đi lên đồi Tức Dục. Dạ dạ, đường đi lên đồi Tức Dục thì ở phía bên phải luôn. Dạ. Rồi đấy. Trời ơi, quá ngon luôn. Nè đây nó hút nốt nè, hút nốt và khi sau khi chặt xuống thì nó giống như cái bùn dừa. À nhưng mà cái trái nó khác. Quá đã luôn à. Thấy cái trái này cưng quá à. Ừ. Rồi, ta đã trải nghiệm mình ăn tại chỗ luôn nè, nó ngọt. Rồi vậy chúng chị mua mai bán đắt. Rồi rồi, cảm ơn chị. Dạ, dạ. Rồi có dịp em ghé nữa. Dạ dạ dạ. Em đi nha. Rồi chúc gia đình mình ăn Tết vui vẻ nha.